xem truyền hình, những người đang theo dõi chương trình Chuyện Đương Thời ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, hành là chính đã trở thành một câu nói cửa miệng của người dân khi nói về thủ tục hành chính. Và đằng sau nỗi sợ thủ tục hành chính là những gì? Đó là chủ đề của chương trình Chuyện Đương Thời ngày hôm nay của chúng ta. Và trước hết thì chúng ta hãy cùng tới với một điểm tiếp dân để xem một số những vấn đề đang diễn ra ở nơi đây. Mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi. Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, luôn có bảng nội quy, quy định trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức với người dân. Bất chấp hàng chục người đang đợi lấy kết quả hồ sơ, cán bộ nhân viên vẫn có thể thoải mái thế này. Hoặc khó chịu thế này. Tôi đến rất nhiều lần mà tôi chỉ lấy kết quả thôi mà rất là vô lý, và trong khi đấy các anh làm sai của tôi. Làm thế này thì phiền hà, gây rất là mất thời gian cho dân. Người ta có cái biển hướng dẫn để giải đáp thắc mắc, thì có gì người dân người ta không hiểu thì phải giải thích. Anh không thể nổi nóng với người ta, yêu cầu người ta chưa hiểu người ta mới hỏi. Chứ còn nếu như người ta hiểu thì hỏi làm gì. Vẫn nói là cán bộ là người phục vụ nhân dân, mà dân đến bao giờ cũng sẽ bị nhiều lúc bị quát nạt đấy. Em này em không đi công chứng nhiều, sợ nhất đi công chứng. Hầu hết những người đến khoảng tầm từ 7 giờ đến 8 giờ thì mới có thể làm xong trong buổi sáng hôm nay. Còn nếu mà đến muộn hơn thì họ sẽ phải chuyển sang ngày mai. Đây bọn em đến từ 8 giờ mà bây giờ là 10 giờ vẫn chưa xong. Quản lý về hành chính và giấy tờ của mình quá rắc rối và làm nhầm. Mỗi lần đi xin thì bọn em sẽ mất cả một buổi sáng hoặc cả một ngày, và có khi phải đến ngày hôm sau mới làm được. Vẫn còn nhiều những cái hạn chế, vẫn còn những nhân viên là chưa được nhiệt tình. Đã vừa về cái quy định của pháp luật người ta không hiểu lắm, hay người ta đến mà ví dụ như mà những người thi hành công vụ mà thực sự mà gây khó khăn thì người ta lại càng khiếp nữa. Chúng ta đang bắt đầu câu chuyện Đương Thời ngày hôm nay với chủ đề đằng sau nỗi sợ thủ tục hành chính. Khách mời của ngày hôm nay của chúng ta xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, và nhà báo Hoàng Anh Tú. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa theo dõi một câu chuyện thường ngày ở một phường và ở một quận của Hà Nội. Và khi chúng ta nói là thủ tục hành chính, hành là chính, thì anh Tú có thể cho biết là cái hành ở đây là người ta nghĩ đấy là hành là hành cái gì? Có một cái sự ví von rằng là các cơ quan hành chính là khoét hai lỗ, cho một lỗ cho chó và một lỗ cho mèo, và bắt buộc là người ta bắt người dân là phải đi theo những con đường như thế. Mà rõ ràng là chúng ta cũng có thể rút gọn được nó. Chúng ta thay vì là chúng ta khoét hai cái lỗ, một lỗ cho chó, một lỗ cho mèo, chúng ta có thể khoét một lỗ thôi, để cho tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết được. Chứ như hiện nay là gì? Người dân đến, người dân nộp hồ sơ thiếu, cán bộ trả về bảo là đi bổ sung hồ sơ. Khi người dân tiếp tục bổ sung hồ sơ thì họ cũng không nói rõ cho người dân biết rằng là phải bổ sung những gì, và khi người dân hỏi thì lại bảo là đấy, lên kia đọc hướng dẫn. Dẫn đến một cái chuyện rằng là cán bộ nói thì người dân không hiểu, và người dân về làm theo ý của người dân. Thậm chí rằng là tôi nghĩ rằng là ngay cả một cái chuyện đơn giản như là cái chứng minh thư, khi mà chúng ta ép rẻ là chúng ta cái chứng minh thư không được chấp nhận. Những cái như thế, những cái thông tin như thế thì không phải ai cũng biết, nhưng mà tôi đã từng như thế. Tôi đã từng có một cái chứng minh thư và tôi ép dẻo, bởi vì tôi sợ là nó hỏng. Tôi ép dẻo, và đến khi tôi đi để tôi làm cái hộ chiếu thì bên cơ quan công an từ chối, bởi vì ép dẻo là làm mất đi cái dấu nổi. Cái ý là đúng, nhưng mà cũng không ai hướng dẫn tôi trong cái chuyện như thế. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là những cái lặt vặt như thế nó khiến cho người dân cảm thấy là sợ hãi, thật sự là sợ hãi khi mỗi khi phải đi làm giấy tờ mà quá nguyên tắc, thật sự quá nguyên tắc. Ví dụ như là chỗ này thiếu dấu phẩy, chỗ kia thiếu dấu chấm, thì cái ý cũng là rất nguyên tắc. Vâng, đó là một thực trạng, và có lẽ là anh Tú thì có thể cũng nói đến nhiều thời gian hơn nữa, cũng không thể nói hết được những cái vấn đề bức xúc, bởi vì là nó cũng sẽ tập trung ở một số phần, nhưng thực ra là nó lại có nhiều cái biểu hiện, đúng không ạ? Nhiều cái biểu hiện, và người thì kêu về công chứng, người thì kêu về giấy tờ đất đai, người thì kêu về chứng minh thư, người thì kêu về hộ khẩu. Nói chung là có nhiều những cái lời kêu ca, và cuối cùng thì người ta tóm lại là hành là chính. Và như anh nói là đó là do thủ tục khá là rườm rà. Thế đó có phải là thực chất của vấn đề hay không, thưa Thứ trưởng Dĩnh? Thực ra là theo ông đánh giá là gì ạ? Tôi cho rằng là nói về tình trạng như anh Tú nói thì có lẽ cơ bản
nó vấn đề là cái đội ngũ cán bộ. Dạ. Khi mà là do cái hành vi ứng xử là cái chính. Hành vi ứng xử. Dạ. Nó có hai mặt. Một là có thể tinh thần thái độ của cái người công chức đó trực tiếp làm thực thi công vụ. Cái thứ hai là nó cũng có là theo quy định của chính phủ thì những người công chức mà làm ở cái bộ phận một cửa liên thông thì phải chuyên nghiệp hóa. Tức là các cái cơ quan các địa phương phải cử cái cán bộ và nó trở thành cái biên chế của cái bộ phận đó. Nhưng mà thực tế là chúng tôi đi kiểm tra nhiều là các nơi vẫn chưa đảm bảo được cái đội ngũ chuyên trách mà cứ mỗi một hôm lại có thể phân công một công chức chuyên môn ra để mà trực ở cái bộ phận một cửa liên thông đó. Vâng. Tuy nhiên thì chắc chắn là những cái số lượng những cái nơi đơn vị mà làm điều đó tốt thì chưa còn có thể nói là chưa nhiều phải không ạ? Cho nên là chúng ta vẫn còn phải đối mặt với sự phàn nàn của người dân, và sau đây thì sẽ chính là một số những ý kiến phản ánh của người dân thông qua một cái điều tra của chúng tôi, và xin mời Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh cùng với nhà báo Hoàng Anh Tú sẽ theo dõi những con số này ạ. Chương trình Chuyện Đương Thời đã thực hiện một cuộc khảo sát với 94 người về quan điểm của họ với thủ tục hành chính. Kết quả là 70% cảm thấy khó chịu và muốn né tránh mỗi khi chuẩn bị đi làm thủ tục hành chính. 80% cho rằng trình tự các bước giải quyết thủ tục hành chính còn lằng nhằng và phức tạp. 60% thấy thái độ phục vụ của cán bộ, của công chức là thờ ơ và bàng quang. 70% nhận thấy công chức hướng dẫn và giải thích không đầy đủ và dễ hiểu. 60% cho rằng công chức xử lý công việc không linh hoạt, thành thạo để tạo điều kiện cho người dân. 80% nhận xét công chức không có tinh thần trách nhiệm trong công việc. 90% số người được hỏi cho biết họ thấy công chức có phân biệt đối xử trong quá trình làm việc. Chúng ta đang theo dõi chương trình Chuyện Đương Thời ngày hôm nay về đề tài đằng sau nỗi sợ thủ tục hành chính, và khách mời của chúng ta là Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh và nhà báo Hoàng Anh Tú. Những cái con số vừa rồi thực sự làm cho tôi cũng thấy rất là, có thể nói là bất ngờ và cũng thấy thất vọng nữa, bởi vì con số người dân mà không hài lòng cho rằng là cán bộ của chúng ta còn thờ ơ, những người làm về công tác thủ tục hành chính thì còn rất là thờ ơ và thiếu trách nhiệm, là những con số đó đều rất là cao, 60-70% thậm chí là 80-90%. Thì Thứ trưởng đánh giá như thế nào những con số này? Tôi cho rằng là cái đánh giá đó thì nó cũng phù hợp, bởi vì đánh giá lại cái chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2010 thì một trong cái năm nội dung cái vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của chúng ta cũng chưa đạt được yêu cầu, và cũng đây là một cái điểm yếu nhất. Thế cho nên là trong cái thời gian tới, vấn đề trong cái chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2020, một trong ba cái trọng tâm của chương trình cải cách hành chính là phải nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và cái nâng cao chất lượng của dịch vụ hành chính, dịch vụ công của cơ quan công quyền. Ở đây thì Thứ trưởng vừa dùng cái từ là gọi là dịch vụ, đúng không ạ? Và đã nói đến dịch vụ thì chúng ta sang nói đến là giữa có người phục vụ và cái người mà đến đặt hàng thì cái dịch vụ đó. Thế thì ở đây thì cái người phục vụ thì lại là có thái độ và thờ ơ và thiếu trách nhiệm và vô tâm, thì đó phải là một nghịch lý rất là lớn, đúng không ạ? Trong cái từ thì hay nói là cái dịch vụ công. Vâng. Trong cái dịch vụ công thì thông thường nó có một là cái dịch vụ hành chính công. Vâng. Cái này thì các cơ quan hành chính nhà nước là phải cung cấp, phải phục vụ cho người dân. Vâng. Hai là cái dịch vụ sự nghiệp công, ví dụ như giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Vâng. Và cái thứ ba là dịch vụ công ích, ví dụ như là vấn đề môi trường, vệ sinh, rồi thoát nước, vân vân, điện. Đấy là thế thì như vậy là nó có ba cái loại dịch vụ công mà nó như vậy. Thì riêng về dịch vụ hành chính công thì phải các cơ quan nhà nước phải phục vụ người dân. Thế còn kia cũng phục vụ nhưng mà có thể nó có phí. Vâng. Như vậy là quan điểm ở đây là quan điểm phải phục vụ, và như Thứ trưởng nói là không có phí. Vâng. Vâng. Đấy là các cái giao dịch mà trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước phải phục vụ người dân. Phục vụ và bên được phục vụ thì có cái điểm gì mâu thuẫn không? Tôi nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta có thu phí dịch vụ thì người dân mới có thể yêu cầu được. Nhưng không thu phí dịch vụ thì có thể người dân cảm giác rằng là mình đang đi xin. Và một cái quan hệ là xin cho nó sẽ dẫn đến cái gọi là cái thái độ, cái chất lượng, cái gọi là cái phản hồi. Có thể người dân họ bước đến cơ quan công quyền họ đã không thoải mái rồi. Trong khảo sát nói là 90% là mọi người đều thấy rằng là có cái gọi là cái sự phân biệt, cái sự phân biệt đối xử trong cán bộ của các cơ quan hành chính. Đó là lý do mà một bà
bàn giao vào làm thủ tục sẽ bị khó khăn hơn là một trí thức, một người có tiếng nói, có địa vị trong xã hội. Ví dụ như là tôi có thể là tôi ra tôi bảo là đây tôi làm bên báo này, tôi vào và tôi muốn làm cái ấy, thì khi động đến bên báo chẳng hạn thì họ sẽ làm rất là trình tự đúng nguyên tắc, và họ cũng sẵn sàng họ niềm nở bởi vì họ không muốn được lên báo, họ không muốn bị lên báo. Tôi xin hỏi là anh Tú là thường xuyên sử dụng cái mẹo này đúng không? Anh Tú nhận đi. Thực sự ra nhiều khi là tôi cũng phải sử dụng, bởi vì rõ ràng là tôi đỡ bị hành sách hơn, hoặc là họ có thể là dịu dàng hơn với tôi, mọi thứ nó cũng dễ suôn sẻ hơn. Thì tôi nghĩ rằng là thay vì chúng ta có thể nói rằng là chúng ta cần phải cải cách thế này hay cải cách thế kia, vậy thì tại sao chúng ta không cải cách từ chính cái gọi là cái quyền lợi của người làm? Bởi vì ví dụ như chúng ta đặt ra là dịch vụ là khi người dân đến và người dân chi một cái khoản tiền như thế này thì sẽ được coi như là hướng dẫn một cách coi như là tức là có người làm dịch vụ đúng nghĩa, chứ không chỉ là phục vụ công như hiện nay. Bởi vì phục vụ công như hiện nay thì đúng là họ nhận một cái khoản lương khoảng độ tầm 2 triệu, 3 triệu một tháng, và họ cảm thấy rằng là họ làm như thế này thôi. Và tôi thấy là rất nhiều nơi rằng là 4 giờ là đã thấy ngừng làm việc rồi. Theo anh ấy thì như vậy nguyên nhân ở đây là do mức lương của đội ngũ cán bộ công chức làm việc hành chính thì còn quá thấp, không đủ đảm bảo đời sống, và anh đang muốn đề xuất là làm sao để có cái dịch vụ để cho họ tăng được mức lên lên, thì đó có phải là nguyên nhân chủ yếu để xảy ra những cái câu chuyện như vừa rồi không, thưa Thứ trưởng? Tôi cho rằng đấy cũng là một nguyên nhân thôi, chứ còn thì nguyên nhân về cái tinh thần thái độ phục vụ thì nó còn có nhiều nguyên nhân khác. Bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu mà so với trước giai đoạn này với giai đoạn trước thì đội ngũ cán bộ công chức có thể nói rằng là cái điều kiện về đời sống nó cũng sẽ được cải thiện và thay đổi rất nhiều. Nhưng tất nhiên nó có cái tác động của cơ chế thị trường, rồi cái sự phân hóa, rồi vấn đề các thứ, rồi cái sự suy nghĩ của vân vân thì nó cũng sẽ có tác động. Nhưng cho nên là bây giờ một trong những cái nội dung ngoài cái vấn đề là phải nâng cao cái đời sống, cái thu nhập của người công chức, nhưng mà cũng nâng cao cái đạo đức công vụ đối với lại đội ngũ công chức là hết sức quan trọng. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Thứ trưởng. Và trong quá trình đi tìm những cái nguyên nhân của những cái thực trạng này thì chúng tôi thực sự là rất là băn khoăn, và cũng muốn là chúng ta sẽ có một trải nghiệm thử xem là chúng ta hãy đặt mình ở hai vị trí, một vị trí của người phục vụ và một người vị trí của người được phục vụ trong cái dịch vụ hành chính công này, để xem là thái độ của chúng ta sẽ như thế nào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một trải nghiệm của chương trình Chuyện đương thời. Bài tập của chúng ta như sau: chúng ta sẽ có một người đến gặp một đối tác của mình. Em sẽ là người đến và gặp đối tác, và việc của em sẽ là mình muốn nhờ bạn gặp cho mình một bông hoa, đúng không? Đây là những cái đồ nghề dụng cụ của bạn, và đây là mẫu. Thời gian của chúng ta đã hết, và bây giờ thì bạn đã nhờ đối tác của mình làm một bông hoa, và bạn cảm thấy thế nào sau khi nhờ đối tác của mình làm bông hoa này? Cảm xúc của bạn? Có lẽ là em thấy cũng hơi gây sự khó dễ cho người bạn, bởi vì là không biết cách gấp cái bông hoa này ạ. Và bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta lại còn khó khăn hơn nữa. Đây sẽ là nhiệm vụ của bạn. Mình muốn bạn hãy gấp cho mình cái bông hoa như ở trong hướng dẫn này. Rất là khó đúng không? Và lần này thì bạn cũng đã thất bại, không làm được bông hoa này. Bông hoa thứ hai của bạn đâu, có thể rơi lên chúng tôi xem được không? Mình có hai đường gấp. Và
Bạn hãy nhận xét về sản phẩm sau khi bạn yêu cầu thì đối tác đã thực hiện như thế nào? Gần như là vẫn vậy ạ. Vẫn vậy, không tốt. Rồi, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng phân tích xem với hai cái lần thực hiện hai sản phẩm, và lần thứ nhất là bạn nhờ đối tác của mình thì, và lần thứ hai là bạn yêu cầu, thì lần nào thì bạn cảm thấy thoải mái hơn khi mà đưa ra những cái đề nghị? Có lẽ là lần yêu cầu. Lần yêu cầu, vì sao? Bởi vì lần yêu cầu thì có cảm giác mình giao hẳn công việc rồi ấy, thế nào không cần phải chỉ dẫn hay là như nào hết, chỉ chờ sản phẩm thôi. Rồi thế còn cảm giác của bạn thì sao? Với hai lần, một lần là được nhờ và một lần làm yêu cầu, là được yêu cầu, thì bạn có cảm giác như thế nào về hai cái nhiệm vụ này? Lần thứ nhất thì em cảm thấy là khi được nhờ thì em cảm thấy nó thoải mái hơn ạ. Cái thứ hai thì khi yêu cầu thì thấy nặng nề hơn. Vâng, thấy nặng hơn, tại vì bạn ấy đã giao hẳn một cái trách nhiệm là yêu cầu em. Bạn có bao giờ đi làm thủ tục hành chính không? Dạ em có. Và khi đi làm thủ tục hành chính thì bạn có tâm lý của người đi nhờ hay là người đi yêu cầu? Em thì chưa làm nhiều, nên thường thường thì em mang cái tâm lý của người đi nhờ hơn ạ. Đi nhờ. Và bạn có thể mô tả tâm lý của người đi nhờ là tâm lý như thế nào không? Em thấy nó cũng thoải mái bình thường, bởi vì đa số những lần em đi làm thủ tục thì đều là, tức là có sự nói trước của bố mẹ rồi nên cũng dễ dàng hơn. À, tức là có sự nói trước của bố mẹ rồi nên dễ dàng hơn. Nếu mà không có sự nói trước của bố mẹ thì sao? Em nghĩ chắc là khó khăn hơn, bởi vì em thấy có nhiều bạn cũng đi xin thủ tục, ví dụ như lúc mà chuẩn bị vào đại học thì cũng có xin một số thủ tục của xã ấy. Thì em thấy là phải chờ đợi lâu hơn. Và em có dùng từ là đi xin. Vì sao em lại dùng từ là đi xin? Em có cảm giác thế. Em thấy là do cái cách ứng xử của người ta. Từ nét mặt cho đến giọng nói, cảm giác không được nhiệt tình. Rồi, thế còn từ phía em là người đi phục vụ lại cho, đi phục vụ cho khách hàng, thì khi em có nói là khi mà được yêu cầu thì em đã cảm thấy là có cái sức ép lớn hơn là khi được nhờ. Theo em thì vì sao? Khi được nhờ thì em cảm thấy là người ta đang nhờ mình một vấn đề gì đấy. Nhưng mà em cũng không chuyên tâm lắm. Em cũng có thể giúp nhưng mà cũng có thể là chưa đạt hết tất cả những cái gì cố gắng vào đấy. Khi mà được yêu cầu thì bạn ấy có một cái gì để yêu cầu em rồi, bắt buộc em phải hoàn thành cái mục đích đấy. Lúc đấy thì em sẽ cố gắng bằng mọi cách để em cố gắng mà hoàn thành. Em nghĩ là vậy. Xin cảm ơn hai bạn đã tham gia trải nghiệm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải nhờ những vị khách trong chương trình Chuyện Đương Thời sẽ phân tích tiếp chúng ta là điều gì đã dẫn tới những tâm lý như vậy. Và đây là món quà dành cho hai bạn. Chúng ta đang theo dõi chương trình Chuyện Đương Thời của Đài Truyền hình Việt Nam. Và chương trình có tên là Đằng Sau Nỗi Sợ Thủ Tục Hành Chính. Vừa rồi là một trải nghiệm nhỏ của những người tham gia chương trình. Và chỉ với hai từ khác nhau, nó đã dẫn tới hai thái độ khác nhau. Có thể kết quả thì chúng tôi cũng chưa so sánh được. Tuy nhiên thì rõ ràng là thái độ đã cho thấy cái sự khác nhau khi mà người ta nghe thấy một cái từ là yêu cầu và một từ là nhờ. Và anh Hoàng Anh Tú, anh nhận xét gì về thái độ của những người nhờ, đi xin một cái dịch vụ? Tôi nghĩ rằng là những người đang đi làm các dịch vụ, họ dường như không ý thức được rằng là những cái việc mà họ cần làm như thế là họ được phục vụ. Bản thân cán bộ cũng có thể đang ở một cái gọi là một cái tâm thế là họ là cán bộ phường, họ là cán bộ hành chính, họ tức là họ cao hơn người dân, và dẫn đến một cái chuyện rằng là chúng ta duy trì một cái gọi là một cái thế người dân đến là xin và người cán bộ là cho, dẫn đến một cái chuyện rằng là cán bộ có thể là quát mắng, cán bộ có thể là thờ ơ, cán bộ có thể lạnh lùng và không có một cái sự nhiệt tình. Thì tôi cho rằng là đấy là một vấn đề. Vậy thì trước hết là nếu mà từ phía người dân, chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta chưa nhìn ra là chúng ta có quyền đi yêu cầu, chứ không phải là chúng ta phải ở đặt mình vào cái vị thế là cứ đi xin cho như vậy. Và cái vị thế cứ xin và cho như thế thì nó cũng dẫn tới những cái hệ lụy gì?
Vâng. Tôi nghĩ là cái sự tiêu cực. Chẳng hạn như là sẽ biếu anh một ít để anh uống nước, để cho anh có thể là làm mọi thứ nó nhanh hơn. Rồi là gì nhỉ? Thông qua người quen, thông qua hệ thống coi như là cò. Tôi nghĩ là vì sao mà sản sinh ra đội cò thì nó là từ cái gọi là cái sự yêu cầu của người dân. Đấy. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta người dân ý thức được cái việc là mình đang yêu cầu những cái công việc như thế thì chắc chắn là sẽ không để nảy sinh ra những cái chúng điều. Tôi có một phóng sự nói về những hành xử của người dân khi gặp phải những trở ngại trong thủ tục hành chính. Mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi. Tại trụ sở tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính huyện Từ Liêm, mới 9 giờ sáng, người xếp hàng chờ ngồi tiếp đón đã chật kín. Con số hiển thị báo thứ tự người được giải quyết mới đầu giờ sáng lên tới 203. Trung bình một ngày, các cán bộ ở đây phải tiếp từ 300 đến 400 lượt người dân tùy từng thời điểm. Công việc làm dâu chăm họ suốt 8 giờ mỗi ngày, thực sự phải dùng từ áp lực để hình dung. Nhiệm vụ của chúng tôi là hướng dẫn các văn bản pháp luật cho công dân, nhưng mà vì là có thể là rất là đông nên là công dân không được đến lượt tiếp, nên có thể người ta khi mà không được tiếp thì là công dân tỏ ra rất bức xúc và không đồng cảm được với cán bộ. Cái việc cán bộ giải thích và hướng dẫn cho công dân và trích dẫn văn bản để hướng dẫn công dân thì cán bộ đã làm rất là đúng và tốt. Thế nhưng tuy nhiên do quá tải nên ra công dân phải đi lại rất là nhiều lần. Nên ra cái việc đấy rất là khó khăn cho cán bộ để giải thích. Ở đây là tiếp xúc trực tiếp với công dân thì cái việc mà thủ tục hồ sơ của công dân không đủ mà chúng tôi đã giải thích mà công dân nhiều người có một số người thì người ta cố tình không hiểu. Hầu hết mọi người đến đây cũng có một cái tâm lý là các cái cơ quan nhà nước hành là chính. Thế cho nên là cũng là chính là những cái quan điểm, cái tư tưởng đấy cũng đè nặng lên cái giao dịch hành chính. Nó làm cho nó cũng có cái sự nhận thức nó chưa được chuẩn xác. Bản thân cán bộ hành chính cũng muốn các thủ tục được giải quyết nhanh gọn. Để có thể đạt được điều này, cần sự gia tăng hiểu biết và thái độ ứng xử từ cả hai phía, cán bộ và người dân. Về công chứng thì thái độ của nhân viên thì vẫn là tốt, nhưng mà do đây là khối lượng công việc quá lớn mà dồn vào một người thì không thể nào nhanh được. Đấy, bởi vì là kể cả khi mà người ta làm việc nhiều người ta cũng áp lực, nên là để cải cách về sau là hệ thống giấy tờ ít hơn một chút, với cả bớt đi các công đoạn để bọn em đi xin giấy tờ nó dễ hơn. Về hệ thống kỹ thuật cơ sở hạ tầng thì tất cả đều phải được trang bị đầy đủ. Và cái thứ hai là các văn bản và các hướng dẫn thì rõ ràng để cho người dân cũng như cán bộ có thể hướng dẫn người dân một cách cụ thể nhất. Cái hạnh phúc nhất của chúng tôi là trả được kết quả cho công dân đúng hẹn và công dân vui vẻ ra về. Và cái quan trọng đầu tiên đấy là cái khả năng nhận thức về cái thủ tục hành chính của công dân là ngày càng được nâng cao. Đó là một số ý kiến liên quan đến cách ứng xử của người dân. Còn bây giờ thì quay trở lại với ứng xử của những cán bộ làm công tác hành chính. Thưa Thứ trưởng, quan sát cái câu chuyện trải nghiệm vừa rồi thì theo Thứ trưởng là làm sao để chúng ta có thể thay đổi lật ngược lại cái tâm lý từ chỗ là người dân đến để xin để nhờ vả rồi xin xỏ lại biến thành ra là người dân lại có quyền rất là oai đến để đưa ra một yêu cầu. Anh làm cho tôi. Tôi thấy rằng là cái vấn đề này thì đúng là phải hai phía. Trước hết là phải tuyên truyền giáo dục cái đội ngũ cán bộ công chức, cái tinh thần phục vụ cũng như đạo đức công vụ của mình. Vì đây phải thấy rằng là cái người công chức đang thực thi và thi hành công vụ đó, đấy là được dân trao cho cái quyền anh được thực hiện cái đó. Thế cho nên là phải tinh thần phục vụ, chứ không phải là anh vốn có quyền của anh để anh ban phát cho dân. Vấn đề thứ hai là người dân, thì đây là dân là có quyền nhưng mà trao cho cái cơ quan nhà nước và cái đội ngũ cán bộ công chức đó để thực thi cái quyền mà dân giao cho. Cho nên là dân có quyền đòi hỏi cái cơ quan nhà nước và cái đội ngũ cán bộ công chức phải là phục vụ mình. Đã là một cái nền hành chính phục vụ thì tôi cho rằng là đấy cái mục tiêu của chương trình cải cách hành chính nó rất rõ, phải tiếp tục rà soát lại các cái thủ tục hành chính. Chính phủ đã làm cái này hết sức tích cực. Ngay từ trước là đã có cái đề án 30 về cái đơn giản thủ tục hành chính. Thế rồi là có cả một cái nghị định 63 về cái kiểm soát thủ tục hành chính. Rồi vừa rồi chính phủ cũng đã có cái ban hành cái nghị quyết ban hành về cái đề án
về đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là cái giấy tờ cho công dân, và có cả một cái ban chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ thực hiện. Thế còn riêng cái chương trình tổng thể cải cách hành chính thì chúng ta đã thực hiện, trước kia đã thực hiện nhưng mà chính thức có chương trình là từ 2021-2020. Thế và chúng ta lại tiếp tục là cái chương trình 2011-2020. Chúng ta phải thấy rằng là cái việc cái nền hành chính thì cái yêu cầu mà liên tục đổi mới và cải cách là một cái yêu cầu vốn bản thân nó có, đòi hỏi phải có những cái đổi mới cải cách cho nó phù hợp. Vâng, và còn một trong những cái mục tiêu của chúng ta là đạt tới là năm 2015 là 60% người dân hài lòng về thủ tục hành chính, thì nhà báo Nguyễn Anh Tú thấy nó có khả thi không? Nhà báo Tạ Bích Loan vừa đặt một câu hỏi. Đến năm 2015, mục tiêu 60% người dân hài lòng với thủ tục hành chính thì nhà báo Hoàng Anh Tú thấy có khả thi hay không? Xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp chương trình để biết câu trả lời. Có thể nó sẽ khả thi với 60% ở các đô thị lớn, ở những nơi mà chúng ta có cái sự giám sát nó chặt chẽ hơn, cái nơi mà dân trí tốt hơn. Còn ở những cái vùng xa thì tôi e rằng là sẽ rất khó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm những giải pháp mà tới đây thì chính phủ cũng như là các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nội vụ thì sẽ thực hiện để có thể đưa được những cái quyết tâm cải cách thủ tục hành chính trở thành hiện thực. Thì xin Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết là một số những cái công cụ hoặc là những cái phương pháp mà đổi mới mà chính phủ sẽ thực hiện để đo lường những cái chỉ số hài lòng hoặc là tăng cường cái sự hài lòng người dân với nền hành chính của chúng ta. Chúng tôi cho rằng là chúng ta phải có cái giải pháp đồng bộ quyết liệt để thực hiện đủ 6 cái nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính thôi. Từ thể chế cho đến các cái thủ tục hành chính, rồi về tổ chức bộ máy cũng phải gọn và cái sự phân cấp nhiều hơn, rồi đặc biệt là cái đội ngũ cán bộ công chức, rồi cái vấn đề tài chính công, cải cách hành chính chung và cái hiện đại hóa nền hành chính, và để nhân dân giám sát được một cách tốt hơn. Và như thành phố Hồ Chí Minh chúng ta biết đấy, là người dân có thể đánh giá ngay cái kết quả cái đội ngũ cán bộ công chức là phục vụ tại đấy và có kết quả ngay. Thế còn thì để mà đo được cái sự hài lòng của người dân thì theo chỉ đạo chính phủ thì Bộ Nội vụ thì chúng tôi ngày 28 tháng 12 năm 2012 đã phê duyệt cái quyết định, cái công bố cái đề án phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước. Vâng, chúng tôi cũng được biết về cái phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân và thấy là bộ của chúng ta thì đã có chọn ra 6 cái dịch vụ, đúng không ạ? Là chứng nhận quyền sử dụng đất này, cấp giấy phép xây dựng nhà ở này, công chứng chứng thực này, cấp giấy chứng minh nhân dân, cấp giấy khai sinh và đăng ký kết hôn. Có thể nói là những cái dịch vụ mà có gọi là nóng nhất, được nhiều người sử dụng nhất và cũng đang có nhiều cái lời phàn nàn nhất để đo sự hài lòng của người dân. Và tôi cũng đang mong ước là thôi thì trước khi đo lường, liệu chúng ta có nên là phổ biến cho tất cả các đội ngũ công chức chúng ta biết là đây là những cái tiêu chí để đánh giá công việc các anh các chị? Có thể họ không biết thì sao, họ không biết là cần phải làm thế thì sao? Cái này thì khi mà được giao và chúng tôi đã có ban hành thì chúng tôi đã có yêu cầu tất cả các địa phương, các bộ ngành là anh phải triển khai, thì để mà trong cái thời gian tới là sẽ công bố cái chỉ số đó đối với các lĩnh vực đó ở các cái cơ quan. Thì như vậy thì sẽ góp phần làm công cụ để thúc đẩy cái sự phục vụ và cái thông qua cái hành chính đấy. Và trong khi nghe những cái thông tin như vậy thì tôi thấy lòng tràn đầy phấn khởi và lạc quan, tin tưởng rằng là sẽ có những cái cải cách thực sự. Và thế nhưng mà quay trở lại với thực trạng cuộc sống đang diễn ra hàng ngày, thì giữa những gọi là những cái quyết tâm của những người lãnh đạo, những cái đường lối chính sách và những cái việc thực hiện ở dưới thì vẫn là một cái khoảng cách. Và câu hỏi là làm thế nào để cho cái khoảng cách đấy nó được rút ngắn lại? Anh Tú, anh có ý kiến gì không? Tôi nghĩ rằng là tôi rất chờ đợi cái hệ thống giám sát mà Thứ trưởng vừa nói. Nhưng liệu khi người dân đánh giá điểm kém cho cán bộ thì cái hồ sơ đó có được giải quyết như những người đánh giá tốt hay không? Nhà báo Hoàng Anh Tú vừa chia sẻ, nếu người dân chấm điểm kém cho cán bộ thì liệu hồ sơ đó có được giải quyết như những người đánh giá tốt hay không? Xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp chương trình để tìm câu trả lời cho vấn đề trên. Tôi hình dung rằng là người dân sẽ đánh giá ngay trước mặt với cán bộ chẳng hạn, thì cán bộ sẽ nhìn thấy cái
cái điểm đánh giá tệ và cán bộ sẽ nhìn ra là trong cái này nó đang thiếu cái gì và có thể là giữ cái hồ sơ lâu hết thời hạn có thể trả lại để làm thêm để bổ sung. Thì tôi nghĩ rằng là cái nếu như mà người dân không có một cái gọi là một cái kênh để mà người dân phản ánh lên những cái cấp cao hơn thì rõ ràng rằng là rất khó để mà chúng ta có cái sự quyết tâm. Bởi vì từ phía Bộ Nội vụ là đang rất nỗ lực để mà thay đổi, nhưng ở bên dưới thì tôi cho rằng là có nhiều nơi chưa muốn thay đổi đấy, và tôi e rằng là nếu như mà bộ mới chỉ dừng lại ở cái việc là đưa ra những cái gọi là những cái tiêu chí hoặc là đưa ra những cái gọi là phương pháp nhưng không có giám sát hoặc không có những cái gọi là biện pháp mạnh hơn nữa khiến cho cán bộ sẽ cảm thấy sợ người dân hơn. Tôi nghĩ rằng là nếu mà cán bộ sợ người dân hơn thì có khi mọi thứ nó sẽ giải quyết rất nhanh, chứ hiện bây giờ là chỉ có người dân sợ cán bộ. Và tôi nghĩ rằng là cũng khoảng độ đến 60% những người dân mà bước vào cơ quan công quyền là đã nhìn thấy ngứa mắt với các cán bộ rồi, mặc dù các cán bộ có thể rất là nhẹ nhàng, rất là thế này thế kia, nhưng mà tức là cái ức chế của họ và cái cảm giác của họ không được tốt. Tôi nghĩ rằng là ngay cả một cái điều rất là nữa, tôi cũng không biết là tại sao mà chúng ta đặt một cái tấm kính ở giữa bàn của cán bộ với cả người dân, nhìn trông rất là sạch sẽ nhưng mà rõ ràng nó làm cho cái mối quan hệ của hai người bị ngăn cách, thật sự bị ngăn cách. Và một cái lỗ rất là như thế này, và chúng ta đưa giấy vào và chúng ta chờ đợi, và chúng ta không ở trong kia thì có thể đấy, như chúng ta vừa xem hình rằng là cán bộ có thể rất thoải mái gác chân lên nói chuyện điện thoại, nhưng người dân ở ngoài thì bắt buộc phải ngồi một cách coi như đấy và chờ đợi nhiều trường hợp như thế. Tôi cho rằng những cái vấn đề mà nhà báo Tú nêu lên ấy là cũng rất là phù hợp với tình hình này. Vì thực ra thì đối với lĩnh vực cải cách hành chính nói chung, trong đó cải cách thủ tục hành chính là một cái thì có thể nói rằng là một cái lĩnh vực hết sức vậy phức tạp và nhạy cảm. Mình nó đụng đến toàn bộ các cái mọi hoạt động đời sống xã hội, và thực ra thì cái chủ trương của Đảng và Nhà nước của Chính phủ ấy là hết sức quyết liệt và cũng đã có rất nhiều giải pháp, đồng thời các cái quy định cũng rất rõ, kể cả luật cán bộ công chức năm 2008 cũng rất rõ là đã có những cái chế tài đối với lại cán bộ công chức nếu 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ là coi cho thôi việc. Nhưng mà đúng là cái quá trình thực thi. Là cái thực thi rất quan trọng. Luật đi vào đời sống. Vâng, luật đi vào đời sống. Mà vừa rồi chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cái tăng cường công tác cải cách hành chính đối với cái trong cả nước các bộ ngành các địa phương cũng nói rất rõ là trách nhiệm của các người đứng đầu. Vâng, thưa Thứ trưởng, là quay trở lại câu chuyện là nhờ hay là yêu cầu thì tôi nghĩ rằng là hai cái thái độ này nó tạo ra đúng là những cái cách hành xử khác hẳn nhau. Bởi vì là nhờ thì làm cũng được mà không làm thì cũng không sao. Thế còn yêu cầu thì có nghĩa là nó là một cái việc mà bắt buộc phải làm và phải được giám sát, phải được đánh giá, phải được cho thấy là có kết quả tốt hay là không tốt. Tôi đang sẽ đặt một câu hỏi nếu như thế này ạ. Nếu như mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục để cho cái tâm lý là nhờ và cũng những cái điều tiêu cực đấy vẫn cứ tiếp tục xảy ra thì sao? Thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi cho rằng là quá trình cải cách hành chính của chúng ta đã làm nhiều năm nay và cũng phải nói đạt được rất nhiều cái kết quả. Chứ bên cạnh cái chỗ mà không tốt nhưng cũng rất nhiều nơi làm tốt, chúng ta đã thấy đúng không ạ? Có thể không biết là đài mình đã đi được hết tất cả và tuyên truyền cả những nơi tốt chưa? Nhưng theo tôi cũng phải tuyên truyền cả hai phía, chứ không phải chỉ có là những nơi làm chưa tốt. Vâng, xin cảm ơn Thứ trưởng. Và thưa anh Tú, Thứ trưởng vừa nói tới việc tuyên truyền, tới truyền thông. Và theo anh Tú cũng là một nhà báo thì anh nghĩ rằng là truyền thông ngày hôm nay có phải là đang cũng làm tăng thêm cái sự mất lòng tin của người dân vào thủ hành chính hay không? Cái mấu chốt của truyền thông là họ sẽ đi tìm những cái sự kiện tốt, thật là tốt, hoặc là những sự kiện xấu, thật là xấu để họ đưa tin. Thì cũng không thể trách được truyền thông khi mà những cái công việc tốt, những cái gì mà cải cách hành chính đang làm rất tốt thì hoàn toàn chưa đến được với người dân. Cái hình ảnh cán bộ hành chính đến với người dân hiện nay, tôi cho rằng là nếu nói về truyền thông là bộ phận hành chính hoàn toàn là thua cuộc ở trên mặt trận truyền thông. Bởi vì chúng ta không làm được cho người ta nhìn thấy, hoặc là chỉ đơn giản thôi, tôi nghĩ rằng là
nếu như trên trong tất cả các văn phòng, các cơ quan hành chính, chúng ta sẽ sử dụng cái hình ảnh, cái gọi là cái thậm chí là khẩu hiệu để cho người ta nhận ra. Ví dụ là những cái khẩu hiệu mà tôi có thể đề xuất rằng là người dân có quyền được yêu cầu các cán bộ của chúng tôi phục vụ, ví dụ như thế, thì tôi nghĩ rằng là người dân sẽ có vấn đề, sẽ chỉ thẳng luôn, đây anh nhìn đi, là ở đây họ ghi như này. Nhưng mà không, ở trong các cái thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy văn bản, chúng ta nhìn thấy thủ tục và như thế, phải là phải thế nọ và phải thế kia, đúng không ạ? Người như dân thế phải là như chúng ta nghĩ rằng là cái hình ảnh của hành chính nó thực sự rằng là bị từ những cái nhỏ như vậy nó đã bị ảnh hưởng, đúng không thật ạ? Thật sự là bị ảnh hưởng. Như vậy theo nhà báo Hoàng Anh Tú là không chỉ cần phải có giám sát và xử phạt nghiêm minh hơn mà còn phải là biểu dương những tấm gương tích cực tốt hơn, và cũng là để có thêm những cái tín hiệu rất là tích cực, thì chúng tôi cũng có một phóng sự về một câu chuyện tại một địa bàn, đó là câu chuyện tại huyện Từ Liêm. Sau đây thì Thứ trưởng sẽ theo dõi. Trước đây khi mà thực hiện công chứng một số loại giấy tờ thì bạn sẽ mất khá nhiều thời gian, từ việc là phải mang các giấy tờ có liên quan, ví dụ như là chứng minh thư, sổ hộ khẩu, cho đến là việc phải tham gia một số thủ tục khác đi kèm. Tuy nhiên thì bạn có nghĩ rằng là việc công chứng giờ đây sẽ trở nên đơn giản hơn nhờ một mô hình, đó là chứng thực bản sao và bản chính. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với địa phương duy nhất trên cả nước thực hiện mô hình này. Từ một năm trở lại đây, nhiều người dân đến giải quyết thủ tục được rút ngắn thời gian đi lại nhờ việc triển khai thí điểm chứng thực không cần công chứng của Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm. Theo đó, một số giấy tờ của người dân chỉ cần mang theo bản gốc và bản sao, cán bộ công chứng đối soát giữa hai bản và chứng nhận, không cần đóng dấu như trước kia. Đây cũng là địa phương duy nhất trong cả nước hiện áp dụng mô hình này. Sau một thời gian thực hiện thì công dân đã rất là vui vẻ và cảm thấy hài lòng vì họ vừa tiết kiệm được thời gian, tiền của. Bản thân cán bộ chứng thực chúng tôi cũng tiết kiệm được thời gian và công sức. Các cơ quan nhà nước mà đối soát bản chính, tiếp nhận bản photo thì người dân sẽ không phải đi làm cái thủ tục con là thủ tục chứng thực nữa khi hoàn thiện các cái hồ sơ hành chính của mình. Đối với nhân dân thì là một cái sự giảm tải rất là lớn. Bên cạnh giảm bớt thủ tục, thời gian đi lại cho người dân, mô hình trên còn góp phần tiết kiệm ngân sách đáng kể cho bộ máy hành chính huyện Từ Liêm. Về cái hiệu quả cụ thể, về tiết kiệm chi phí mới là khoảng 5 tỷ đồng cho ở các cơ quan nhà nước. Lớn hơn nữa, người nhân dân không phải đi lại hàng trăm ngàn tiếng tới các cơ quan để làm việc khác. Còn một cái điểm con nói là hiệu quả rất là lớn mà không đo được bằng một cái số liệu cụ thể, đó là chính là cái sự phấn khởi, lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước. Cuốn sổ góp ý của người dân dành cho cán bộ hành chính ngập những lời cảm ơn và khen ngợi. Dưới mỗi góp ý của người dân, dù khen hay chê, đều có ý kiến của cán bộ phụ trách hành chính huyện Từ Liêm. Để những tấm biển như thế này không chỉ mang tính cổ động hình thức, có lẽ chỉ những hành động, chính sách dù nhỏ nhưng hữu ích như thế này mới có thể thay đổi tình trạng hành là chính. Chúng tôi được biết là đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh thì là chủ tịch của hội đồng thẩm định để công bố một cái chỉ số gọi là chỉ số cải cách hành chính của 63 tỉnh thành và 21 bộ ngành, và nó cũng sẽ tương đương như là một chỉ số cạnh tranh. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn hỏi là chúng ta có đang gặp phải khó khăn gì không ạ? Như tôi đã nói rằng là cái cải cách hành chính có thể nói rằng là một cái nội dung hết sức quan trọng, nó tác động đến toàn bộ cái mọi mặt trong đời sống xã hội. Cho nên là có thể nói rằng là Đảng và Nhà nước chúng ta là có thể có quyết tâm và có chủ trương rất nhiều rồi. Từ nghị quyết Trung năm khóa 10 rồi đến gần đây nhất là nghị quyết 11 cũng xác định ba cái đột phá, trong đó là về thể chế và cải cách hành chính, về tổ cái nguồn nhân lực và cái hạ tầng. Bây giờ vì chương trình của chúng ta là xác định là xây dựng một cái nền hành chính minh bạch, hiện đại, thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả, thì chúng tôi cũng đã xây dựng chỉ số đánh giá cải cách hành chính. Trong đó thì thông qua cái chỉ số này là một cái công cụ quản lý trong cái vấn đề thúc đẩy cải cách hành chính lên, trong đó là định lượng được cái kết quả cải cách hành chính của anh. Thứ hai là từ cái đánh giá một cách khách quan và xếp loại được là tỉnh này, địa phương này là đứng ở thứ mấy và bộ ngành này cũng đứng thứ mấy, và trong cái thực hiện cải cách hành chính đó thì anh yếu ở cái khâu nào, thì trong đó có cái phần là tự đánh giá. Nhưng tự đánh giá này của các địa phương, các bộ ngành thì Bộ Nội vụ phải thẩm định lại. Thế chúng tôi đang là cái hội đồng thẩm định. Thứ hai là
đánh giá ở bên ngoài, tức là lấy cái ý kiến của người dân và doanh nghiệp về cái kết quả của cái thực hiện kết quả cải chính của các địa phương và cũng như các bộ ngành. Xin cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh. Anh Tú có muốn chia sẻ thêm gì không? Tôi nghĩ rằng là một người dân khi mà họ ý thức được cái quyền của họ, họ vào và họ đứng thẳng lưng và họ yêu cầu, thì tôi nghĩ rằng là có thể các cán bộ hành chính sẽ buộc phải có thái độ khác. Có thái độ khác. Bởi vì tôi nghĩ rằng là phần nhiều những người mà hiểu biết, ý thức được điều đó thì công việc họ giải quyết nhanh hơn. Đó chính là cái thứ mà chúng ta cần phải tác động với người dân nhiều hơn. Và cách tác động mà rõ nhất đó là chúng ta hãy thể hiện cái điều đó ngay tại các cơ quan hành chính, để cho người dân, bất kể một người dân nào, từ bà bán rau cho đến trí thức, là vào đọc được cái ý, hiểu được cái ý và ý thức cái quyền của mình một cách rõ ràng hơn. Tôi nghĩ rằng là như thế thì chúng ta là chính người dân sẽ giúp cho cái việc cải cách hành chính đạt được cái mong muốn là 60%, là như chị chúng ta nói. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Hoàng Anh Tú. Và về phía người dân chúng ta thì như chúng ta đã trao đổi với nhau trong chương trình này là không nên và cũng không đáng phải sợ thủ tục hành chính, bởi vì thường chính đó là để phục vụ cho nhu cầu của công dân, và đó là quyền của công dân để được phục vụ cho những nhu cầu của chính mình, và thủ tục hành chính sinh ra để đáp ứng các nhu cầu đó. Vậy thì nếu chúng ta biết được và xác định đúng cái thái độ của mình thì chúng ta sẽ có thể hỗ trợ cho cái công tác hành chính, cho các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính một cách tốt hơn. Xin cảm ơn nhà báo Hoàng Anh Tú và xin cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh đã tham gia chương trình này ạ. Cảm ơn anh. Và xin chào quý vị, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.